Đạo Phật không biên giới, đó là một tôn giáo thấm đẫm tính đạo đức và triết lý. Đạo Phật cũng như bất cứ tôn giáo nào khác đều tồn tại và phát triển thông qua hằng hà sa số các cá nhân. Tôi không đi lễ chùa cũng còn vì chùa chiền giờ đây đầy rẫy bọn đao phủ đi đánh quả thần, Phật. Gọi là đao phủ vì chính lũ người đó trước đây đã ra lệnh phá đình chùa, đuổi sư sãi, vặt cổ vặt tay tượng Phật làm củi. Giờ đây chúng lại xì sụp hương khói hơn tất thảy mọi người. Vì sao có sự đổi hướng quay chiều? Tôi sẽ trả lời tường tận, nhưng trước hết, để tránh rơi vào lối ám chỉ chung chung, tôi xin nêu dẫn chứng. Một là, những người dân Huế cỡ trung niên hẳn chưa quên câu ca này. Bùi Sang cùng với Trần Hoàng, hai thằng ngu ấy phá đàn Nam Giao. Bùi Sang, bí thư tỉnh ủy. Trần Hoàng, trưởng ty văn hóa. Công trình chung của họ là hủy diệt một di tích lịch sử nơi xưa kia các vua Nguyễn tế trời đất và tiên vương. Sau này, ông Trần Hoàng ra làm bộ trưởng bộ văn hóa, vợ con ông ta xem bói từ Nam ra Bắc, khấn lễ mọi nơi, đặc biệt lễ hậu là bi bà để cầu cho ông được vững vàng. Hai là, thời kỳ Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư đảng, ngoài chiến dịch Thanh Hóa hóa bộ máy cầm quyền, ông ta đã xây dựng lại, mở mang hoành tráng đền thờ Lê Lai, tin tưởng đó là tổ tiên trực tiếp, là thần hộ mạng cho mình. Ba là, vài năm gần đây nhiều người họ Trần vênh vang tuyên bố rằng họ Trần sắp sửa bước vào thời kỳ đại phát vì vừa cho xây khu mộ cổ họ Trần tại Thái Bình. Khu mộ này sẽ được xây theo thế rồng phục sao cho ít nhất, chính đời họ Trần sẽ liên tục làm vua. Lẽ ra, chính quyền Việt Nam phải xin lỗi dân chúng một cách công khai, một cách thành thật, một cách nghiêm khắc vì tội ác phá đền chùa Lăng Miếu, đào bới san ủi mồ mả tiền nhân của chúng sinh. Nếu họ cải tâm, họ đã phải làm điều đó trước khi đặt chân lên thềm những đền chùa mà dân chúng gom góp xây dựng lại. Nhưng cái ngã mạn của kẻ cầm quyền khiến lương tâm họ mù tối. Họ không cần xin lỗi ai bởi vì họ tự nhận là thần thánh và vĩ đại. Tôi là Phật tử theo kiểu của riêng tôi. Không đi lễ chùa đã đành, tôi cũng không tin tuyệt đối vào lòng từ bi. Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác. Khi thiếu khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta biến thành chất dầu nhờn, bôi trơn cổ máy nghiền của loài ngạ quỷ, và chính cổ máy này sẽ nghiền nát chúng sinh. Một dân tộc hiền hòa như dân tộc Tây Tạng đã mất nước vì thiếu khả năng chiến đấu. Quân lính Trung Quốc không chỉ xâm chiếm, tàn phá đất nước Tây Tạng mà còn tra tấn họ bằng tất cả những hình thức thời Trung Cổ. Thêm một ví dụ nữa, ai cũng biết ở Khmer, Đạo Phật là quốc giáo. Vậy mà chính tại xứ sở này nạn diệt chủng đã xảy ra. Hơn 2 triệu người bị giết dưới chính quyền Khmer Đỏ. Thê thảm thay, rất nhiều cuộc tàn sát mang rợ lại xảy ra chính tại các chùa. Nơi thờ cúng linh thiêng biến thành địa ngục và giờ đây thành một thứ bảo tàng lưu giữ đầu lâu của các nạn nhân. Tôi là Phật tử theo kiểu của riêng tôi, vì tôi không bao giờ chủ trương Đạo Phật trở thành quốc giáo. Tôi đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực, mà nền dân chủ đích thực chỉ cho phép tồn tại một nhà nước thế tục, trong đó tất thảy các tôn giáo đều được bảo vệ một cách bình đẳng, nhưng trước hết mọi tín đồ đều có nghĩa vụ làm công dân xứng đáng. Với tôi, chỉ có một nền dân chủ đích thực cho phép thay đổi thường xuyên các chính phủ thối nát, lạm nhũng mới cho phép các tôn giáo tồn tại đúng với tư cách tôn giáo, đền chùa và nhà thờ mới tồn tại như những chốn thiêng liêng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cõi người mà không bị biến thành đồn bốt bảo vệ cho quyền lực, nơi đám cường hào trá hình ức hiếp người tu hành và bóc lột chúng sinh. Tôi vẫn mơ ước có một ngày, khi lũ lợn bẩn thỉu bị đuổi khỏi đền chùa, mọi nơi thờ cúng linh thiêng được trả lại cho các chân tu, những người mà mệnh và nghiệp gắn kết họ với tôn giáo. Ngày ấy, nếu trời còn cho sống, tôi sẽ lại vãng cảnh chùa để thưởng thức mùi hương thuần khiết, thanh cao của hoa mộc, hoa sói, hoa lan. Những loài hoa chỉ được phép trồng nơi thiêng liêng hương khói.